shopmoviet.vn bán ít nhất quần rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 5%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Xin chào anh em, sắp tới Naudio sẽ có bộ cánh mới siêu xịn bậc SS và ngày hôm nay Moviet sẽ review, mới chỉ hé lộ với anh em bộ trang phục đó nha. Trước mặt các bạn đó là một cô bé rất là xinh đẹp với bộ cánh màu tím. Màu tím mộng mơ à, một trang phục công nghệ của L'Oreal. Và anh em hoàn toàn có thể gọi đó là L'Oreal siêu Việt hay là L'Oreal công nghệ à, trước thì công nghệ thì anh em biết những trang phục màu xanh, màu đỏ và màu vàng. Này là màu tím mộng mơ à, tô điểm vào đó là hai cái bánh trà bá. Đây gọi là tâm hồn to đẹp của L'Oreal. Thực sự là to dã man anh em ơi. Ok. Và chắc hẳn là anh em sẽ lại phải tốn máu khá nhiều cho bộ trang phục bậc SS này của vị tướng lau sàn nhà L'Oreal. Hôm nay thì Moviet sẽ chơi L'Oreal theo phong cách chuẩn đi anh em ơi. Nói chung là L'Oreal là con tướng mình cũng làm khá là nhiều rồi. Anh em yêu cầu cũng rất là nhiều. Hiện tại thì có một cái nghịch lý này. Những con tướng thường những con tướng là có trang phục mới, đặc biệt là những trang phục bậc SS sẽ được tăng sức mạnh. Nhưng L'Oreal lại giảm sức mạnh anh em ơi. Hơi buồn cho anh em fan L'Oreal nha. Cái sát thương chuẩn từ nội tại bị giảm đi, khiến là L'Oreal bớt bá chứ. Khi mà cái phiên bản Cúc Quang Vinh nó ra mắt ý, L'Oreal cái chương 1 nó mượt quá trời luôn. Anh em combo rất là mượt, múa rất mượt và nghiễm nhiên là bị giảm sức mạnh. Nhưng có trang phục sao lại giảm nhở? Anh em nhìn con quy ý, nó đã rất là khỏe rồi, nó còn được tăng sức mạnh luôn. Bởi vì nó sẽ có trang phục quán quân. Con L'Oreal giảm nhưng bơi vẫn tốt nha. Bơi vẫn tốt rồi anh em ơi. Đó, vào đây, ui bay trong chiều cuối thì cứ phải gọi là cân đôi. Cân đôi, thậm chí là cân ba luôn. Bao nhiêu đứa cân tất. Ôi thôi. Cái này chắc là không cân được rồi. Con quy bánh bao nó bự quá. Nó khỏe quá anh em ơi. Đam nó quá bự luôn. Mà nó hồi máu lại còn nhiều chứ. Đấy, một con quái vật như vậy tại sao lại tăng sức mạnh? Trong khi đó chị lau sàn nhà của anh em L'Oreal lại giảm sức mạnh. Hey, trang phục bậc SS mà. Một chiếc trang phục bậc SS là những trang phục rất đắt, thường là từ 1 triệu trở lên. Đấy, không có trang phục bậc SS nào giá rẻ đâu anh em ơi. Vậy mà giảm sức mạnh. Giảm sức mạnh làm sao mà hút máu được đây? Chắc chắn trong thời gian sắp tới L'Oreal sẽ được boost sức mạnh khi ra trang phục bậc SS này nha anh em ơi. Trang phục rất là xinh đẹp nha. Thực sự thì những cái spot A của con L'Oreal này toàn đẹp thôi. Nhưng cái ngoại hình nhìn nó hơi bé, đang nhìn không rõ nha. Rồi, chạy làm sao được. Sát tương chuẩn mà bạn ơi. Chơi L'Oreal thì các bạn hết sức lưu ý nha. Cứ bay trong chiều cuối thôi. Mắc chiêu 2 và dùng ngọc mắc hồi chiêu. Đó, mắc hồi chiêu là 10% rồi, mình chỉ lên 30% là mình sẽ mắc hồi chiêu. Thậm chí anh em có thể lên đồ mẹo là các bạn sẽ lên cái 430 vàng này. Các bạn lên trước cái 433 vàng này các bạn sẽ có hồi chiêu sớm nha. Bây giờ mình đang có 20% hồi chiêu rồi. Lên thêm 20% nữa thì lên cái sách chư hồn. Rồi muốn mắc hồi chiêu luôn ý thì lên cái khiên huyền thoại. Không thì anh em có thể lên slot đồ thứ hai sau sách hồn ở cái mặt đạn Berit. Đó là phong cách build đồ của L'Oreal. Tùy biến nhưng mà mình thấy vẫn rất là mạnh. Nói chung là cực kỳ bái nha. Bởi vì quay trong chu cuối mà. Đó, ui. Ôi tầm này thì bơi hết anh em ơi. Tầm này thì bơi cái chiêu 2 nó bị ngáo à. Sao không vào đầu của Quy. Trời ơi, Rao pha đấy bị say đam và không kích vào được nội tại, không sát thương chuẩn, không làm chậm, không tiêu diệt được Quy. Hơi đen anh em ơi. Joker lại còn đen hơn mình chứ. Hiện tại có rất nhiều anh em yêu cầu những phong cách rất là thú vị thì mình sẽ thực hiện dần dần nha. Có bạn yêu cầu đó là: anh Oba ơi, chơi L'Oreal phong cách không dùng ngọc hồi chiêu đi, không lên đồ hồi chiêu đi. Ừ chơi được, chơi được nhưng mà không khỏe đâu anh em ơi. Các bạn cứ phải mắc hồi chiêu cho L'Oreal mới bá được. Thì hôm nay mình hé lộ với anh em trang phục mới, nên ra là chưa làm phong cách chơi đó. Khi nào tướng L'Oreal ra trang phục đó chính thức, mình sẽ review với anh em cái phong cách không hồi chiêu nó thốn như nào.
Thực ra thì chắc có lẽ là tầm một tuần, thậm chí là vài ngày nữa thôi là các bạn sẽ được Mô Việt cùng các YouTuber khác review cái hiệu ứng kỹ năng rồi cái ngoại hình của trang phục Naudio thôi. Bởi vì đã hé lộ cái ảnh này rồi thì trong thời gian tới sẽ có cập nhật về trang phục và các bạn có thể mốt được, và khi các bạn mốt được thì mình cũng review được với anh em. Có sách trường rồi, quỳ không có cửa. Ây, không dám chơi luôn anh em ơi. Mình bây giờ thấy là sát tương chuẩn nó hơi bé rồi. Hơi bé nha. Nha anh em vẫn phải có đồ công phép cao cao một chút xíu. Ví dụ như cái vương miện Heket thì ta mới to được anh em ơi. Tầm này là hồi chiêu của mình gần như là mắc rồi, 40% anh em ơi. Nên được cái đồ cấp 2 của cái khi huyền thoại là vừa hay 40%. Không cần phải lên cái đồ cấp 3 đâu, lên đồ cấp 3 thì mình lại thừa hồi chiêu. Không dám chơi chất tướng thì bạn toàn những đứa tay ngắn như này. Đó là cái cơ hội để mình bơi, không bao giờ gãy cánh với Laudiel. Thực ra cái sức mạnh của Laudiel chính là cái chiêu 1 nó mượt. Chiêu 1 nó mượt thì khiến anh em có thể dùng chiêu nhanh hơn và các bạn combo được nhiều chiêu 1 hơn. Ví dụ anh em chiêu 2 nhá, chiêu 1 chiêu cuối nhá. Rồi anh em tiếp tục là chiêu 2 chiêu 1, đấy anh em lại chiêu 2 chiêu 1. Đó, chứ không phải là bay mỗi chiêu 2. Như vậy thì sẽ có nhiều cái chiêu 1 hơn. Nhiều chiêu 1 hơn thì nhiều sát thương hơn. Thành ra là người ta mới giảm cái sát thương chuẩn của nội tại của Laudiel. Quy này quy không combo được á. Thì có chiêu cuối là băng trụ luôn nha. Có chiêu cuối là băng trụ luôn. Băng trụ bơi luôn. Trời ơi, quá ghê. Đó chính là chị Lau sàn Laudiel. Thực ra cái slot đồ thứ hai anh em có thể lên cái khiên huyền thoại hoặc là mặt Berit. Và là Berit thì có nhiều sát thương hơn và cũng đủ với chiêu. Cho khiên huyền thoại thì khiến anh em trâu hơn rất là nhiều nha. Có thể chống được sốc đam Q. Ây da, cái tầm này bơi hết, bơi là cân hết. Ôi, nó vừa bị xích, sau đó còn vừa đứng trong chiêu cuối của Hindu ấy. Đen dã man luôn ý, khống chế CC quá nhiều. Chứ không, cái pha đấy là mình cân được hết rồi anh em ơi, nếu không có nhiều khống chế như vậy. Ở kia là Lagrot chết rồi. Ôm men trận đầu. May quá anh em ơi, căng nhở. Căng nha, thực ra trận đấu này chất tướng của Quy rất là khỏe. Đó, con bờ đai thì bây giờ chỗ khỏe một tí nữa nó rất là kinh nha. Được cái thì mình có mấy con mạnh đồ game như là Malok, Vedet, Joker. Đấy, thành ra trận đấu anh đánh dễ như này. Với cả vết nào đeo đấy anh em ơi. Đó, ta đi đến đâu ta ngồi đến đó. Chạy. Luyện ngục đó bạn ơi. À, chưa có luyện ngục. Chưa có luyện ngục. Ui, góc đẹp anh em ơi, góc đẹp. Trời ơi, góc quá đẹp luôn. Quả đấy mà team bạn 3 người lại thì chết cả 3 luôn nha. Ok, ngọc của Laudiel thì anh em cố gắng dùng ngọc chuẩn nha. Tốc đỏ thì các bạn dùng ngọc tông phép và xin ra phép. Tốc tím anh em dùng ngọc tốc đánh, tốc chạy. Và ngọc lục các bạn sử dụng ngọc giảm hồi chiêu 1%. Các ngọc giúp Laudiel bơi rất là sướng. Tốc độ di chuyển nhanh cộng với việc là các bạn sẽ có mắc hồi chiêu. Đó, không cần ngũ hút máu phép đâu anh em ơi. Hút máu phép là anh em thì quyền trượng VA ok rồi. Tầm này mà cứ ai chơi góc này là mình bơi hết đi. Ok, quyền trượng VA anh em ơi. Rồi, vương miện Heket và cái quả cầu băng xương là full đồ. Đó, đi đến đầu thì mạng ngã hết xuống đấy. Bây giờ một quả đứa nào ra đây là mình bơi băng trụ luôn. Băng trụ luôn. Bơi luôn, chạy đi đâu bạn ơi. Băng luôn này. Bơi luôn này. Thôi lên bản đánh rỗ kìa. Ôi thanh niên tham thế nhở, tí thì chết đấy nhỉ. Mình đã tham rồi, bạn còn tham hơn mình. Thầy nhỉ. Ok, không sao anh em ơi. Trận này thì hỗ trợ hơi nhiều nên là chưa được 10 mạng.
Hơi đen, hơi đen. Chú ý rô này, rô này, rô này. Lấy bay ở đâu ấy cơ? Không là mình bay tiếp rồi nha. Các bạn lưu ý Laudia là chất tướng kỹ năng, và bởi vì chất tướng kỹ năng nên khi mà nó dễ chơi hơn, tất nhiên nó sẽ bị giảm sức mạnh. Các bạn cũng đừng oán trách Chị Gà Đán nha, bởi vì đây là chỉnh sửa do bên Tencent họ làm, còn Chị Gà Đán chỉ phát hành game thôi. Đó, cân bằng game do bên Đài Loan nha. Chứ Gà Đán Việt Nam chúng ta là cũng không có làm một cái điều đó đâu. Nên các bạn yêu cầu tăng sức mạnh thì cũng chỉ biết lắng nghe thôi. Anh em lưu ý cái điểm này nha. Trận này nó hơi buồn bởi vì thế này mình lại không được căng tin, nhưng bạn cứ ôm trong trụ thôi nha ơi. Đồng đội đánh hay quá cũng buồn nha, đồng đội đánh kiểu là ngáo quá cũng buồn nha, đồng đội phải đánh kiểu là vừa hay vừa ngáo cơ. Đấy, như vậy thì mình có cơ hội ăn được nhiều mạng em ơi. Đó, phải ra thế này chơi mới sướng này, ra thế này chơi mới sướng này, ra thế này chơi mới sướng này. Chạy đi đâu đấy, băng trụ giết luôn. Mỗi tội là mới được có 9 mạng mà tận đến 15 điểm hỗ trợ phút thứ 12 cho chất tướng Limit. Hơi buồn đúng không anh em ơi? Ok, thì có lẽ video clip mô Việt chơi Laudiel cùng hế độ anh em trong phục mới đến đây hết rồi. Chất thành ơn anh em đã dành thời gian quý báu của mình. Hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.